viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên vệ tinh Vinasat 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An, sự tài trợ bởi Bệnh viện Chuyên khoa Răng hàm mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ một nửa thế giới. Cùng với thời trang, mỹ phẩm, phẫu thuật thẩm mỹ đang là lĩnh vực đem lại cho phụ nữ sự thay đổi cả về ngoại hình và cuộc sống của họ. Tuy nhiên, phương pháp này có thể là con dao hai lưỡi nếu không được thăm khám, tư vấn và phẫu thuật đảm bảo về mặt chuyên môn một cách cẩn thận. Đặc biệt, biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ để lại những hậu quả khôn lường về sức khỏe cũng như là tâm lý. Trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay, có sự tham gia tư vấn của bác sĩ Hoàng Tiến Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Răng hàm mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Xin chào bác sĩ Hoàng Tiến Hải. Chào Việt Anh, chào khán giả Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Nghệ An. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ lúc này, quý vị có thể gọi trực tiếp về số điện thoại 0969 002255 để được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn và giải đáp. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin về biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Có một làn da trắng mịn, mũi cao, mắt to tròn, khuôn mặt thon gọn là những nét đẹp không phải phụ nữ nào sinh ra cũng đã được sở hữu. Song với sự phát triển của y học và khoa học kỹ thuật cao, nhiều khiếm khuyết đã được tái tạo lại cho hoàn hảo hơn. Đó là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Như nhiều phụ nữ khác, chị Hồ Thị Yến ở khối Hưng Phúc, thành phố Vinh cũng rất quan tâm đến việc làm đẹp. Ngoài việc dùng mỹ phẩm, chế độ ăn uống, tập luyện, thì phẫu thuật thẩm mỹ là lựa chọn của chị để có vẻ đẹp mong muốn. Chị Hồ Thị Yến cho biết. Theo tôi tìm hiểu, ở hiện tại ở thành phố Vinh thì cũng rất là nhiều spa, thẩm mỹ viện. Nhưng mà tôi cảm thấy là rất là hoang mang vì không biết các cơ sở đó thì như thế nào. Quan điểm của tôi là phẫu thuật thẩm mỹ ấy. Đẹp phải là đầu tiên và mình phải đảm bảo quy chuẩn làm đẹp như phải đến bệnh viện để có cái môi trường hơn, đảm bảo hơn vô trùng vô khuẩn. Theo tôi tìm hiểu thì là thế. Khi mà đội ngũ chuyên bác sĩ chuyên nghiệp với cả bộ nhân viên y tế chuyên nghiệp thì mình sẽ tin tưởng với cái độ sự hài lòng của mình sẽ cao hơn. Phẫu thuật thẩm mỹ thực sự mang lại sự thay đổi to lớn đối với vẻ đẹp hình thể cho người phụ nữ, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, mặt trái của lĩnh vực này cũng để lại các biến chứng như tụ máu, để lại sẹo, nhiễm trùng vết khâu, hoại tử, tổn thương thần kinh. Thậm chí, có những trường hợp gây hậu quả nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người được can thiệp phẫu thuật. Do đó, việc thăm khám, tư vấn cũng như phòng ngừa biến chứng tốt sẽ góp phần đạt kết quả tối ưu sau phẫu thuật. Chị Hoàng Thị Hiền, điều dưỡng trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng nói. Thì họ làm thì không đảm bảo vô khuẩn, dẫn đến vết mổ có thể bị nhiễm trùng. Cái thứ hai là có những khách hàng họ có thể bị dị ứng với cái vật liệu độn ở trong cơ thể người. Thì đến đây chúng tôi có thể xử lý để thứ nhất là phải kiểm tra lại vết mổ thế nào. Thứ hai nếu mà có thể xử lý được thì cho bệnh nhân xử lý. Có nghĩa là nếu mà trong trường hợp độn silicone thì chúng tôi có thể lấy những cái vật liệu ở trong đấy thì chúng tôi lấy ra. Lấy ra sau là tạo lại cái silicone mới cho bệnh nhân. Sau đấy làm xong thì chúng tôi có hướng dẫn cho bệnh nhân cách chăm sóc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, không riêng gì phụ nữ. Và thực tế, phẫu thuật thẩm mỹ góp phần giúp cho phụ nữ trở nên đẹp hơn, tự tin hơn. Để mang lại hiệu quả tốt, phòng ngừa biến chứng, bảo vệ sức khỏe, phẫu thuật thẩm mỹ cần phải được thực hiện tại các cơ sở y tế đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Vâng ạ, thưa bác sĩ Hoàng Tiến Hải, phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay là đang là một cái phương pháp lựa chọn của rất nhiều người phụ nữ trong cái việc làm đẹp cho mình. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là phẫu thuật thẩm mỹ là gì và những ai thì không nên phẫu thuật thẩm mỹ ạ? Phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta dùng các cái kỹ thuật ngoại khoa tác động vào hình thể để con người chúng ta đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Phẫu thuật thẩm mỹ đó là gì? Đó là khoa học kết hợp với mỹ thuật, đó là y học kết hợp với nghệ thuật. Những người không nên sử dụng các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ đó là những người mắc các bệnh về máu và các bệnh toàn thân trầm trọng như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Đấy, thì chúng ta phải điều chỉnh cho ổn định để chúng ta mới sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được. Vâng, như vậy là không phải là phẫu thuật thẩm mỹ thì bất cứ người nào cũng có thể làm được. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là
Thường thì những cái biến chứng trong cái phẫu thuật thẩm mỹ hay xảy ra là như thế nào ạ? Các biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ thì thường có mấy biến chứng như sau. Thứ nhất là không hài lòng với kết quả, tức là chúng ta nâng cái mũi lên, những cái mũi thẳng quá hoặc cái mũi thấp quá hoặc là vẹo lệch. Cái thứ hai là biến chứng về làm cho thay đổi cấu trúc của cơ thể, giống như ta lấy cái sụn để làm mũi nhưng mà nó bị viêm, hoặc là cắt cánh mũi cắt nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp và cái mũi nó nhỏ đi, lỗ mũi nó nhỏ đi. Cái biến chứng thứ ba là nó có ảnh hưởng đến tính mạng, đó là trong cái khối cảnh chung của ngành y tế như các cái bệnh nội khoa như cái này tôi mới trình bày, chúng ta không thể sử dụng dịch vụ thẩm mỹ được bởi vì nó nguy hiểm tính mạng, giống như cao huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh về máu. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin tư vấn của bác sĩ Hoàng Tiến Hải ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn với chủ đề Phòng ngừa biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh VNSat 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Quý vị hãy gọi về số điện thoại 0969002255 để được bác sĩ tư vấn giải đáp. Và để sự tư vấn của bác sĩ đạt kết quả tốt, rất mong quý vị hãy trao đổi trực tiếp qua số điện thoại kết nối của chương trình, không đứng gần các phương tiện thu phát như là TV hoặc radio. Xin cảm ơn quý vị đã hợp tác. Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả đầu tiên liên lạc với chương trình, đó là chị Lan ở thành phố Vinh ạ. Xin chào chị Lan. Dạ em chào chị ạ. Vâng, xin mời chị hãy nếu có hỏi được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn cho ạ. Dạ em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ rồi, ơi, cho em hỏi chị ạ. Dạ bác sĩ ơi, em sinh cháu được 2 năm rồi. Thì từ khi em thay sữa thì ngực em nhỏ thì không săn chắc lắm như hồi em còn thanh niên ấy. Bên cạnh đó thì bụng em thì sau khi sinh, từ khi sinh cháu đến giờ thì cái vòng bụng nó hơi to mà em cảm giác là nặng, khá nặng nề. Thì bây giờ em muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho em là nâng ngực và hút mỡ sao cho an toàn. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn. Cái câu hỏi của bạn là cùng câu hỏi chung của chị em phụ nữ sau khi sinh. Sau khi sinh thì thường cái bụng của chị em chúng ta to ra, bởi vì sao? Bởi vì các cơ thành bụng nó bị giãn ra, và cái thứ hai mở tích tụ ở dưới da bụng. Thì chúng ta sử dụng dịch vụ hút mở bụng là chúng ta chỉ giải quyết được cái phần mở ở dưới da bụng. Đấy, còn nếu cái ngực của bạn nó sau sinh mà nó có nhỏ đi một chút, nó hơi chảy xuống một chút, thì chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ nâng ngực, như một là chúng ta có thể đơn giản nhất, chúng ta sử dụng cái lượng mỡ chúng ta đã hút ở bụng chúng ta bơm lên đấy, bằng công nghệ body jet hoặc các công nghệ khác bây giờ như công nghệ vector jet đấy, công nghệ rất chi là tốt để tái tạo lại cái bộ ngực của mình. Và nếu mà cái ngực của mình nó xẹp quá, cái lượng mỡ đấy không đủ, thì chúng ta phải đặt túi ngực để làm cái ngực của chúng ta nó tràn đầy hơn, nó đẹp hơn. Dạ bác sĩ, cho em hỏi lúc này bác sĩ bảo có công nghệ gì, sẽ là công nghệ gì gì đấy ạ? Công vâng công nghệ này là công nghệ body jet, hoặc là còn gọi là công nghệ vector jet, tức là dùng áp lực của nước để rửa trôi mỡ và tạo thành các cái hạt mỡ tự do, sau đó chúng ta hút lại. Đây là những cái hạt mỡ tốt nhất và chúng ta sẽ bơm lại ngực đấy, thì đây là các tế bào tử thân của chúng ta bơm lại thì kết quả sẽ rất tốt. Và cái thứ hai là công nghệ rửa trôi này thì các cái tế bào mỡ nó ít tổn thương, và bệnh nhân sau khi được hút mỡ thì ít sang chấn và hồi phục rất nhanh, không cần nghỉ dưỡng, chúng ta có thể làm việc nhẹ nhàng ngay ngày hôm sau. Chị Lan nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Cùng làm được đấy ạ. Alo. Alo. Vâng, xin mời chị hãy nếu có hỏi đi ạ. Dạ, dạ cho em hỏi ví dụ như nâng ngực xong nó cần nghỉ bao nhiêu ngày ạ? Lúc này thì bác sĩ bảo là không cần nghỉ dưỡng. Em thì em hỏi là làm xong là đi làm với vận động được viên hay là mình còn nghỉ ngơi trên giường bao nhiêu thời gian ạ? Kể cả nâng ngực thì... Vâng, chào bạn. Cái vấn đề nâng ngực bằng công nghệ bơm mở body jet thì chúng ta không cần phải nghỉ dưỡng, chúng ta bơm hôm nay ngày mai chúng ta có thể làm việc nhẹ nhàng được ngay. Đấy, còn cái nâng ngực bằng đặt túi thì chúng ta phải nghỉ dưỡng ít nhất là 3 đến 7 ngày thì chúng ta mới có thể làm việc nhẹ được. Dạ bác sĩ, cho em hỏi thêm là chi phí là khoảng bao nhiêu ạ? Chi phí thì cái này nó khoảng nằm trong vòng khoảng 30 đến 50 triệu. Dạ, dạ em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn bạn. Cảm ơn chị Lan đã liên lạc với chương trình. Hy vọng là với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Tiến Hải thì chị sẽ nghiên cứu và sắp xếp để có thể là đi làm đẹp cho bản thân mình ạ. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được nêu một số câu hỏi khác của quý vị khán thính giả mà chúng tôi đã nhận được. Câu hỏi của bạn Phạm Mai Tê ở Nghệ An. Thưa bác sĩ, mũi của cháu không được đẹp lắm nên cháu muốn đi nâng mũi, nhưng con băn khoăn là không biết có đau không và để là di chứng gì không. Phẫu thuật này có phải làm các kiểm tra sức khỏe gì hay không ạ? Mong bác sĩ tư vấn ạ. Xin bác sĩ Hà. Cái nâng mũi thì bây giờ là một cái thị hiếu chung của các cô gái trẻ.
Đấy, bây giờ các cô xem nhiều phim ảnh các thứ thì chúng ta nhìn thấy là giao lưu về văn hóa, nhìn các cái mùi của các bạn Hàn Quốc chẳng hạn rất cao rất đẹp. Đấy, đấy là một cái vấn đề đưa lại những cái thông tin cho chúng ta lựa chọn. Nâng mũi thì thực sự là chỉ tay thì gây tê tại chỗ thôi, nó không đau. Và các di chứng để lại thì gần như rất ít, 3 40 năm trước người ta vẫn đặt mũi. Ngày xưa thì nói chung những người có điều kiện và có những cái nói chung là giao lưu nhiều thì người ta mới đặt mũi, nhưng bây giờ thì chúng ta có thể đặt mũi được rất nhiều cơ sở. Và chúng tôi khuyên các bạn là trước khi đặt mũi thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế có đầy đủ các xét nghiệm cũng như bác sĩ là có kinh nghiệm và có giấy hành hành nghề thì chúng ta làm thì nó sẽ an toàn hơn. Cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn KV ở địa chỉ 0944189. Sau khi sinh con thì em tăng ký rất là nhiều, mặc dù ăn kiêng tập thể dục nhưng mà hiện nay là vẫn nặng gần 54 kg và em chỉ cao có 1m51 thôi. Em muốn phẫu thuật hụt mỡ bụng. Xin hỏi bác sĩ là sau khi phẫu thuật hụt mỡ thì có bị tăng cái vòng bụng trở lại hay không? Và liệu mỡ thì có tích tụ chuyển sang ở những cái phần khác của cơ thể hay không ạ? Và xin bác sĩ tư vấn giúp cho em kỹ một chút là bởi vì em rất là lo lắng và sợ ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Xin mời bác sĩ. Bạn cao 1m51, nặng 54 cân thì chỉ số BMI của bạn là nó nằm khoảng khoảng 24 thì nó cũng trong giới hạn bình thường từ 18,5 đến 25. Thì nếu xét về cái số BMI thì bạn không phải là người quá béo, nhưng mà sau sinh thì thường mở sẽ tập trung ở vùng bụng như thế này, tôi mới trả lời câu hỏi của bạn là này. Thì sau khi hút mỡ bụng ấy thì mỡ nó sẽ vùng bụng nó sẽ hết đi. Và khi mà chúng ta mập trở lại, chúng ta tăng cân thì mỡ sẽ phân phối đều trong cơ thể chứ không phải là chỉ tập trung ở vùng bụng hoặc là các vùng khác. Đấy. Xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ ạ. Như vậy là chúng ta có thể yên tâm là khi hụt mỡ bụng thì những chỗ khác cũng không sẽ bị phình ra hoặc là bị mập lên ạ. đúng rồi Vâng. Câu hỏi của bạn HN ở thành phố Vinh Nghệ An ạ. Da mặt em lão hóa nhanh sớm so với tuổi. Em biết có nhiều công nghệ mới điều trị như là laser, vi điểm, vi sợi lăn kim. Em đang rất phân vân không biết nên dùng loại nào vì sợ biến chứng ạ. Xin bác sĩ tư vấn giúp em. Là bởi vì em thấy có một số người đã từng dùng laser và bị thâm sạm hết cả mặt ạ. Xin mời bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn giúp cho mình. công nghệ về thẩm mỹ thì bây giờ rất phát triển. Cơ bản nhất là chúng ta phải biết lựa chọn cơ sở nào để có đủ uy tín để điều trị cho chúng ta. Đấy, bạn của chị mà điều trị laser sau khi điều trị bị thâm mặt ấy thì đó có thể là do 2 nguyên nhân. Một là do người nhân viên y tế, đây có thể là nhân viên y tế, tôi nói như thế thôi, có thể là các spa họ làm. Đấy, các nhân viên họ làm không đảm bảo kỹ thuật cũng như tay nghề họ non non kém. Cái thứ hai là sau khi điều trị bằng các cái công nghệ thì công nghệ laser để trẻ hóa mặt hoặc siêu vi kim hoặc là PRP thì chúng ta phải có một quá trình chăm sóc da và quá trình dưỡng da nó phải chu đáo và nó đúng tuân thủ theo quy trình, nếu không thì da mặt sau khi chúng ta làm thì nó sẽ không được đẹp được lâu và nó sẽ dễ gây ra các biến chứng như thâm da như bạn của chị nếu không tránh nắng tốt. Xin được hỏi thêm bác sĩ là ví dụ như cái quá trình chăm sóc thì có nghĩa là sẽ giúp cho da không được tốt hơn nhưng có trở lại được như cũ hay không, hay là sẽ xấu hơn so với trước khi chúng ta làm các cái công nghệ điều trị về da này ạ? Sau khi mặt mà của chị bị sạm đen thì tôi khuyên bà là nên đến các cái cơ sở thẩm mỹ nó có uy tín và có chứng nhận để người ta sẽ khám lại da cho bạn. Đấy, chúng ta không nên là cứ điều trị thấy nó thâm đen rồi chúng ta lại cứ chữa chữa mãi như thế là cuối cùng nó sẽ nặng thêm và nó sẽ hậu quả nó sẽ nặng nề hơn. Đó, thì chúng ta phải đến các cơ sở y tế và các bác sĩ da liễu, bác sĩ thẩm mỹ người ta sẽ có phương pháp xử lý cho mình và sẽ tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi của bạn Nguyễn thì TK ở thành phố Vinh ạ. Cháu năm nay 21 tuổi nhưng mà ngực rất là bé. Khi mặc đồ thì không được tự tin như các bạn. Cháu muốn đặt túi ngực thì có ảnh hưởng gì đến việc sau này lấy chồng và cho em bé bú hay không ạ? Xin mời bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn giúp ạ. Nâng ngực thì nếu mà bạn chưa có gia đình và chưa có em bé thì chúng ta khi trước khi nâng thì chúng ta phải trao đổi với bác sĩ phẫu thuật của mình là tôi chưa có gia đình và tôi còn có nhu cầu cho con bú, thì khi đấy bác sĩ sẽ lựa chọn cái phương pháp đặt túi để không ảnh hưởng đến sự tiết sữa của mẹ sau này. Thường thì bác sĩ sẽ lựa chọn cái đường dưới nếp vú và
đặt dưới cơ thì không ảnh hưởng đến tuyến vú, cho nên sau này chúng ta vẫn cho con bú bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối qua điện thoại với anh Thông liên lạc về từ thành phố Vinh ạ. Xin chào anh Thông ạ. Alo, anh Thông ạ. Dạ, xin mời anh nếu có hỏi thì được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn cho ạ. Dạ vâng, chị ấy đọc câu hỏi luôn ạ. Dạ. Dạ. Em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, em đang lấy dây thống ở chỗ chung cư Vincenta, đó bác sĩ á. Dạ. Em muốn hỏi bác sĩ một tí là cái mặt em nó bị mụn và bị nhiều sẹo thấm ở trên mặt á. Thì em cũng đã điều trị rất là nhiều nơi rồi và cũng nhiều loại thuốc bôi á, cũng như thuốc uống á, nhưng mà vẫn không cải thiện được nhiều. Thì em cảm thấy rất là tự tin khi mà nói chuyện với giáo viên của người khác á. Thì em nhờ bác sĩ tư vấn cho em cái cách điều trị mụn phải không ạ? Vâng, chào bạn. Điều trị mụn thì chúng ta phải biết mụn có rất nhiều nguyên nhân. Nó có thể do môi trường, do chế độ ăn uống, do chúng ta dùng thuốc, rồi do nội tiết. Nhưng bạn dễ thi là rất dễ bị mụn. Đấy, cho nên nếu điều trị mụn thì chúng ta phải phối hợp giữa thuốc và các laser IPL thì nó sẽ kết quả sẽ tốt hơn. Cái laser của IPL thì nó sẽ có tác dụng nó làm sáng da mặt ra, các mụn nó sẽ đỡ viêm đi và các cái nhân mụn nó sẽ mềm, nó sẽ thúc đẩy quá trình điều trị nó sẽ nhanh hơn. Nếu bạn ở thành phố Vinh đây thì xin mời bạn đến chỗ bệnh viện Thái Thượng Hòa, chúng tôi sẽ khám và tư vấn có kế hoạch điều trị cho bạn. Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, bên bệnh viện Vinh Lam từ chủ nhật có năm bác sĩ ấy, thì em là cảm ơn ở làm công nhân ở khu công nghiệp ấy, chỉ có chủ nhật mới nghỉ á. Chủ nhật có đợt làm anh. Vâng, bệnh viện mời làm việc cả tuần bạn ạ. Bạn có thể đến vào giờ hành chính từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 1 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều. Dạ dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn anh Thông đã liên lạc về cho chương trình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Phòng ngừa biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Quý vị hãy gọi về số điện thoại 0969 002255 để được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn và giải đáp. Và bây giờ chúng tôi sẽ nêu tiếp một số câu hỏi khác. Câu hỏi của bạn Nhung Nguyễn, địa chỉ a@gmail.com. Xin hỏi bác sĩ, tại sao một số người thực hiện các công nghệ hiện đại để trẻ hóa da thì bị biến chứng? Cái này là do cơ địa hay do kỹ thuật thực hiện? Một số người thì sau khi thực hiện thì hiệu quả rất là tốt, da rất là đẹp, nhưng chỉ sau một thời gian thì lại trở về như cũ, thậm chí là còn xấu hơn trước ạ. Xin bác sĩ tư vấn giúp ạ. Vâng, như khi nãy tôi nói là cái công nghệ làm đẹp bây giờ rất phong phú và chúng ta phải biết lựa chọn công nghệ nào cho nó phù hợp với mình. Cái đấy thì phải được bác sĩ khám và tư vấn cụ thể. Còn sau khi điều trị thì ta phải có một quá trình chăm sóc da như thế này tôi đã trình bày. Chúng ta phải giữ ẩm, chống nắng, mát, chế độ massage, chế độ ăn uống, da nó tốt và nó được lâu dài. Còn sau khi điều trị xong thì da chúng ta căng bóng, đẹp đẽ nhưng mà nó vẫn quá trình lão hóa nó vẫn xảy ra. Đấy, thì chúng ta phải giữ gìn và chúng ta có thể khoảng một thời gian nào đấy 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm chúng ta phải đến khám lại và để bác sĩ khám và có hướng tư vấn tiếp theo để cho kết quả nó được lâu dài. Cảm ơn tư vấn của bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo nữa là của bạn Yến ở cái số điện thoại 0913305. Xin hỏi bác sĩ, phẫu thuật nâng ngực có nguy cơ gây bệnh ung thư vú không? Có khiến cho việc kiểm tra ung thư vú hoặc là chụp X-quang ở vùng ngực có khó khăn hơn không? Nếu như mà phẫu thuật nâng ngực thì nên dùng kỹ thuật nào là tốt nhất ạ? Phẫu thuật nâng ngực thì đã được thực hiện từ lâu ở Mỹ và các báo cáo và các nghiên cứu ở Mỹ đã chứng minh là không gây ra ung thư. Còn khi ta đặt túi ngực vào thì tất nhiên là cái vấn đề chụp X-quang hoặc MRI thì nó để phát hiện các tế bào là tế bào ung thư hoặc khối u thì nó có ảnh hưởng một chút. Kỹ thuật nâng ngực an toàn thì nó tùy theo từng cái phẫu thuật nhất định. Như bên Mỹ thì người ta chỉ quy định phẫu thuật an toàn là phải đi đường nếp làn vú và đi thế nào cho nó hợp lý, nhưng mà đối với người châu Á của chúng ta thì lại bởi vì chúng ta có vấn đề là sẹo xấu thì chị em chúng ta lại thích đi đường xung quanh lung vú và đi đường nách để đảm bảo cho cái sẹo nó được giấu đi. Đấy, thì an toàn thì nó phải đi ở đường nếp làn vú và đi dây cơ. Còn những cái vấn đề đặt thẩm mỹ nữa thì chúng ta phải lựa chọn tùy theo từng thổ nhược, từng dân tộc và từng cái thị hiếu của từng vùng nữa. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với chị Hồng liên lạc về từ thành phố Vinh ạ. Xin chào chị Hồng ạ. Chị Hồng ở cạnh điện thoại đấy không ạ?
Alo. Vâng, xin mời chị Hải nếu có hỏi thì được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn cho ạ. À dạ. À, dạ tự chào bác ạ. Vâng, chào chị. Dạ. Em là Hồng ở thành phố Vinh. Bác cho em hỏi tí ạ. Vâng, mời chị cứ đặt câu hỏi đi ạ. Dạ, em cách đây hơn năm rồi, em là mổ xeo vách ngắn ở mũi ấy. Em mổ bên mũi bên phải ấy. Vâng ạ. Dạ, như thỉnh thoảng nó cũng hay nghẹt mùi, thế như muốn nấng mùi thì có làm được không bác? Vâng, chào chị. Cái vấn đề nâng mùi mà chỉ là mổ vách ngăn thì vách ngăn của mùi là một cái giá đỡ của mùi. Đấy, chúng ta phải biết như thế. Thì trước khi làm thì chúng ta phải gặp bác sĩ phẫu thuật cho mình và trình bày với họ những cái bệnh án từ cái tiểu sử được trước của mình đã mổ vách ngăn để bác sĩ có hướng xử lý. Và nếu mà bạn bị vết ngăn thì bác sĩ phải kiểm tra xem cái vết ngăn ấy nó có ảnh hưởng đến cái quá trình nâng mũi hay không. Thường thì nó ít ảnh hưởng nên bạn nên gặp trực tiếp bác sĩ phẫu thuật của mình tư vấn cụ thể và bác sẽ khám và chụp X-quang và chụp cộng hưởng từ để xem vết ngăn nó mức độ nó đã mổ đã lấy đi bao nhiêu, còn bao nhiêu có thể đáp ứng được cái vấn đề nâng mũi hay không. Dạ rồi, em cảm ơn bà. Vâng, chào chị. Cảm ơn chị Hồng đã liên lạc về cho chương trình. Tiếp theo bác sĩ sẽ tư vấn cho câu hỏi của bạn Lê Vi ở địa chỉ là levi@gmail.com. Mí mắt tôi bị sụp rất nhiều, làm cho mắt có vẻ nặng nề và già đi. Tôi muốn phẫu thuật cắt bớt da thưa. Xin hỏi bác sĩ là khi phẫu thuật cắt mí thì có phải là sẽ khiến cho mí mắt không nhắm khít được hay không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn giúp ạ. Vâng, chào chị. Cái vấn đề cắt mí mắt thì thực sự cái vấn đề hở mí là một cái vấn đề biến chứng tai biến của bác sĩ, đặc biệt một số bác sĩ mới ra trường mới vào nghề. Còn cắt mí thì không ít xảy ra cái vấn đề hở mí, mà hở mí dưới 1,5 mm thì sau cơ thể sẽ điều chỉnh và sẽ hồi phục, nhưng mà hở mí trên 2 mm thì chúng ta phải có hướng xử lý ngay, là chúng ta phải lấy da để chúng ta ghép vào đó, không thì mắt nó sẽ hở, nó sẽ ảnh hưởng đến cái giác mạc của chúng ta. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối qua điện thoại với anh Thế liên lạc về từ thị xã Cửa Lò của Nghệ An. Xin chào anh Thế. À rồi, mình nghe. Dạ, đây. Xin mời anh Thế nếu câu hỏi để được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn. Bác sĩ đang nghe điện thoại của anh đấy ạ. Ok. Alo, chào. Vâng. Chào anh Hải ạ. Vâng, chào anh. À rồi, tại vì anh làm bên Hạt Đúng không ạ? Vâng ạ. À, vì em cũng làm bên ngành y mà em cũng nghe nhiều về bệnh viện bên mình thôi, cơ sở vật chất bên. Thì em có hỏi thế này là em có cái mấy cái răng mà thứ xưa nó bị tên nam, thứ hai nó bị xấu, nó bị hư ấy. Thì em muốn trong răng khám đợt trước thì quảng cáo TV mà gọi vào đôi chân nóng thì Thái Đông Hoa không thể ai trả lời cả. Thì em muốn hỏi anh có bao nhiêu cách trong một cái răng mới và giá cả nó thế nào anh, mà nó có ảnh hưởng đến cái việc ăn uống của mình không anh? Vâng, chào bạn. Cái vấn đề răng của bạn bị tổn thương thì bạn phải đến bệnh viện để bác sĩ khám xét và sẽ có cách tư vấn cụ thể cho bạn. Còn tôi nói sơ bộ qua là dạ, nếu mà bạn mất răng thì bây giờ có cái phương pháp mới, cũng không mới, nói mới là mới nữa thôi, chứ cũng không phải là mới ra đời, mà nói chung là mới áp dụng ở khu vực chúng ta mười mấy năm trở lại đây. Thì dạ, bệnh viện triển khai rất chi là nhiều, đó là phương pháp cắm trụ implant. Thì nếu mà bạn bị mất răng nhiều mà muốn cho nó đảm bảo thẩm mỹ và chức năng của răng thì chúng ta nên đến và cắm trụ, tức là người ta sẽ cắm một cái đinh sắt, đinh vít vào trong xương hàm của chúng ta và sau đó là sẽ làm một cái răng sứ chụp lên bên trên, thì rất chi đảm bảo thẩm mỹ và vấn đề nhai của chúng ta, ăn nhai của chúng ta nó sẽ đảm bảo, tức là vừa đảm bảo chức năng và vừa đảm bảo thẩm mỹ. Dạ vâng, thì em cũng xem trên mạng với trên báo đài nhiều, em còn hỏi thế này thì chi phí nó có cao không bạn? Chi phí thì nó tùy, nó cũng có nhiều loại ạ, bởi vì dạ vâng, mỗi răng thì nó có một cờ khác nhau và mỗi dạ hãng vâng thì nó lại có một giá khác nhau nữa. Mời bạn đến bệnh viện thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ giá cả. Vâng. Dạ vâng, vâng, cảm ơn bạn. Vâng, cảm ơn anh Thế đã liên lạc về chương trình. Vâng, chào anh. Tiếp theo là câu hỏi của em Thủy ở số điện thoại 0908876. Chào bác sĩ, mắt em có đường viền viên mí không được rõ, nên người thân bạn bè có khuyên em là nên bấm mí mắt. Em đang phân vân là bấm mí mắt thì có để lại sẹo hay không, và bấm mí và nhận mí thì có gì khác nhau. Em đọc trên mạng thì thấy là có
hai tên gọi khác nhau nhưng không biết là hai cái này có phải là một hay không. Em thì rất là muốn làm đẹp nhưng mà sợ bị đụng dao kéo vào người ạ. À, xin bác sĩ tư vấn giúp ạ. À, bác sĩ Hải ạ. Vâng, thì nhấn mí thì bác sĩ chỉ tạo ra 3 hoặc 5 điểm ở trên mí mắt chúng ta. Để qua đó bác sĩ sẽ luôn sợi chỉ vào và tạo nếp sự kết nối giữa cái cơ nâng mi và da mi mắt để tạo thành nếp mí. Ngày xưa thì Hàn Quốc, bên Hàn Quốc người ta sinh ra một cái dụng cụ gọi là dụng cụ để bấm mí. Thì qua cái dụng cụ đó thì sẽ bấm vào cái mi mắt để tạo mí mắt cho chúng ta thành hai mí. Nhưng bây giờ thì có nhiều cải tiến và bây giờ chúng ta có thể sử dụng bằng tay, không cần phải cái máy đấy nữa. Thế nên là chúng ta bây giờ và có thể gọi là nhấn mí. Thực sự nhấn mí và bấm mí nó là một. Và bấm mí thì nó không để lại sẹo gì cả, bởi vì nó chỉ là 3 vết rạch rất chỉ là nhỏ, 3 đến 5 vết rạch rất nhỏ. Cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Tiếp theo là liên lạc của bạn Vân Anh từ huyện Nam Đan của tỉnh Nghệ An qua số điện thoại ạ. Xin chào bạn Vân Anh ạ. Bạn Vân Anh có điện thoại đó không ạ? Chắc là kết nối còn chưa được thông cho nên là xin... Alo. Vâng ạ, xin mời bạn hãy nếu có hỏi được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn. Bác sĩ đang còn nghe điện thoại của bạn đấy ạ. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào dạ, em. Dạ, em ở Nam Đan mà em bây giờ mắt của em á, mắt em là mắt một mí mà rất là nhỏ. Nên là qua chương trình thì em cũng nhờ bác sĩ tư vấn cho em một xíu. Là nếu như trường hợp mà em muốn cắt mí á bác sĩ, thì cắt mí là mình kéo như cái thời gian kéo dài bị đau á, thì kéo dài còn lâu không ạ? Và có để lại sẹo hay là di chứng gì trên mắt? Với lại là câu hỏi thứ hai là có ảnh hưởng gì đến cái thị lực của em không bác sĩ ha? Vâng, chào bạn. Cái vấn đề cái mắt của bạn nhỏ ấy, thì ngoài cái tạo hình mắt hai mí ra thì mà nhìn cái mắt nó cũng to ra, nhưng mà bạn phải xuống cho chúng tôi có thể phải mở rộng góc mắt ra cho bạn một chút nữa thì mắt nó mới nhìn nó phải to được. Còn cái vấn đề cắt mí thì nó là cái phẫu thuật ở bên ngoài da cho nên không ảnh hưởng gì đến thị lực của chúng ta. Vâng. Bạn nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Khi mà dạ em nghe thôi ạ. Nhưng mà nếu như trường hợp mà em mà cắt mí thì em thì rất là sợ đau. Đó, nên là bây giờ em muốn hỏi bác sĩ là cái mình ví dụ như mà khi mà mình làm thuật thì chắc chắn là mình phải gây tê rồi. Thì sau thời gian gây tê thì đau nó kéo dài, nó có lâu và nó có đau lắm không ạ? À, thực sự cái cắt mí thì chỉ gây tê tại chỗ, bác sĩ dùng một lượng rất thuốc tê rất chỉ là nhỏ. Cho nên thì chỉ đau khi gây tê thôi, trong quá trình làm thì không đau. Còn về nhà thì nó sẽ đau nhẹ trong vòng 24 giờ đầu. Khi đấy thì mình có thể uống cái thuốc giảm đau. Uống thuốc thôi, không cần phải tiêm truyền gì cả. Và chúng ta chườm lạnh thì nó sẽ giảm dần đi. Nói chung là không không đáng kể mấy. À, nghĩa là không đáng kể mấy ạ. Vâng. Thế thì trong vòng thời gian khoảng bao lâu là mình mặc sẽ trở lại bình thường và có hai mí là vẫn đẹp bình thường về bác sĩ nhá? Vâng, sau khi cắt mí xong thì chúng ta có ngay hai mí mắt. Nhưng mà cái mí của mình để nó tự nhiên, nó mềm mại, nó tự nhiên thì nó phải ngoài 3 tháng. Ngoài 3 tháng ạ. Vâng, nó mềm mại tự nhiên được. Còn sau khi cắt mí xong thì mí rõ và hai mí. Nhưng mà để cho mềm mại tự nhiên thì nó phải có thời gian. Dạ, thì bảo là khi mê cắt chỉ được ạ. Cắt chỉ thì sau khi cắt mí chúng ta chỉ 6 ngày là chúng ta cắt chỉ. Cắt chỉ, dạ. Tại vì em đi làm ấy, thời gian cũng ít. Cho nên là cho em hỏi một chút nữa là nếu như trường hợp mà mình cắt mí rồi thì mình phải cái liệu trình mình phải đi lại là có phải nhiều lần hay không thì mình kết thúc để liệu trình đó ấy. À, sau khi cắt mí xong thì chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho bạn điều trị ngoại trú và hướng dẫn bạn về cách chăm sóc ăn uống và tự thay băng ở nhà. Đến ngày cắt chỉ thì bạn đến viện và nhân viên y tế chúng tôi sẽ cắt chỉ cho bạn thôi, chứ cũng không phải quay lại viện nhiều và không phải làm gì khác nữa. Em cảm ơn bác sĩ nha, tại vì cùng lo mà rất là muốn làm đẹp nên là bây giờ nghe bác sĩ tư vấn xong thì cũng rất là yên tâm. Vâng. Bác sĩ trong thời gian gần nhất thì đã sẽ tới viện viện để gặp bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn cụ thể hơn, nên là đồng thời nếu như cảm thấy hợp lý thì sẽ nhờ bác sĩ tiến hành giúp em luôn ạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn bạn Vân Anh đã liên lạc với chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với chị Hải liên lạc về từ thị xã Thái Hòa của Nghệ An ạ. Xin chào chị Hải. Chào chị. Vâng, chào xin mời bác sĩ ạ. Vâng, xin mời chị Hải nếu có hỏi để bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn nhờ bác sĩ đang nghe điện thoại của chị ạ. Dạ, em muốn hỏi bác sĩ là em có cái bỏng mắt kiểu hơi to, năm nay em 44 tuổi. Em cũng muốn đi là cắt cái bỏng mắt đấy và kéo nếp nhăn ra thì là thời gian có làm có lâu không ạ bác sĩ? Vâng, chào chị. Có để lại cái sẹo không ạ? Dạ.
Cái bỏng mắt thì đa số chị em chúng ta khi có tuổi là đều có bỏng mắt, đặc biệt là mi Vâng. dưới. Và những người làm công việc văn phòng, ngồi máy vi tính nhiều hoặc thức đêm nhiều thì cái bỏng mắt sẽ teo to ra và làm cho chúng ta trông có vẻ mệt mỏi già cả. Phẫu thuật cắt mí dưới để lấy da thừa vào bỏng mắt thì thực hiện nó khoảng 45 phút, rất chỉ là nhanh. Và cái đường mổ thì sát ngay nếp mí, cho nên là không để lại sẹo gì cả. 6 ngày chúng ta cắt trị thì chúng ta đã có một cái mắt hoàn toàn khác và nó sẽ đẹp hơn, căng bóng hơn. Nhưng mà trong thế thì nếu mà em muốn xuống làm thì trong ngày là liên hệ với số bệnh viện liên hệ với bác sĩ hay là sao ạ? Dạ, nếu chị có nhu cầu làm thì chị cứ liên hệ qua số điện thoại của tôi hoặc là số điện thoại của bệnh viện thì chúng tôi sẽ xếp lịch và cho chị xuống khám và chúng tôi sẽ làm xét nghiệm đầy đủ các điều kiện để thực hiện cuộc phẫu thuật, thì chúng tôi sẽ làm cho chị và chị có thể về ngay sau đó chứ không phải nằm lưu lại bệnh viện đâu. Dạ, nhưng mà mắt mắt có cày hoặc là có thâm nhiều ngày không hả bác sĩ? Cái thâm thì nó có người có thâm nhiều, có người thâm ít, nhưng mà nó rất chỉ là ít thâm. Còn vấn đề sưng nề thì nó trong vòng 2 đến 3 ngày đầu, còn sau đó nó giảm đi và chúng ta có thể làm việc nhẹ nhàng được. Dạ, thì cho em hỏi một câu nữa là thì hết khoảng là bao nhiêu tiền ạ? Vâng, phẫu thuật cắt mí dưới thì giá bệnh viện đang còn thu là hết 5 triệu chị ạ. Thì đây bác sĩ có thể cho em cái số điện thoại riêng em liên lạc với bác sĩ đó ạ. Dạ được chị ạ, chị có thể gọi số của tôi là 0986 463 216. 463 216. Dạ rồi em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. Nếu mà được vào ngày chủ nhật hay thứ bảy cũng được cái bác sĩ. Dạ chị cứ gọi trước cho tôi rồi tôi sẽ xếp lịch ạ. Dạ. Dạ rồi rồi em cảm ơn bác Vâng, sĩ nha. vâng, vâng, chào cảm chị. ơn Dạ. chị Hải đã liên lạc với chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với chị Hà liên lạc về từ thành phố Vinh ạ. Xin chào chị Hà. Chị Hà có cành điện thoại đúng không ạ? Dạ, xin mời chị hãy nếu có Chị hỏi để nghe được đây. bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn ạ. Xin chào bác sĩ. Xin hỏi bác sĩ, bây giờ tôi năm nay là 55 tuổi mà có cái bòng mắt cái nó nhiều nên muốn phẫu thuật cái bòng mắt đó thì nên làm như thế nào bác sĩ, và bác sĩ cho biết là cái đó có thể phải nghỉ bao nhiêu ngày ạ? Làm việc ạ. Dạ vâng, chào chị. Chị 55 tuổi thì cái bỏng mắt dưới của chị là chắc chắn là vừa kèm theo cả cái da thừa nữa, cho nên cái này là phải phẫu thuật cắt cả da thừa và lấy bỏng mờ đi thì cái mắt nó mới căng, nó mới đẹp được chị ạ. Thì cái phẫu thuật này thì thực hiện nó khoảng 45 phút như cái này tôi mới trao đổi đấy. Còn nghỉ dưỡng thì chỉ có thể ngày hôm sau chỉ có thể đi làm nhẹ nhàng được, đi lại nhẹ nhàng và làm việc những việc nhỏ trong gia đình được đấy. Còn 6 ngày cắt trị thì chỉ có thể là có đôi mắt mới rồi, nó đẹp rồi, nó cũng không phải nghỉ Xin dưỡng gì hỏi bác hết. sĩ một tí à, cái đó là chi phí hết nhiều đúng không bác sĩ ạ? Dạ chi phí cái này thì bệnh viện đang thu 5 triệu chị ạ. Dạ vâng. Dạ, có thể đi trong ngày làm được chứ ạ hả? Dạ vâng, làm xong về luôn chị ạ, cũng không phải ở lâu đâu. Dạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Có thể Dạ, ngày chào chị. mai để làm được ạ. Dạ. Vâng, xin được cảm ơn chị Hà đã liên lạc về chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Bảo Chi, 26 tuổi. Khuôn mặt cháu không được thon gọn lắm, thậm chí là phần góc hàm hơi bành ra một tí. Cháu xin hỏi bác sĩ là muốn làm cho mặt thon gọn thì nhất định là phải phẫu thuật hay là có cách nào khác hay không? Cháu thấy trên mạng có quảng cáo mặt nạ tinh chất collagen từ Nhật Bản, giá khá rẻ, đeo vào làm thon mọt theo thon thon mặt tự nhiên. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là liệu cách này có giúp cho mặt cháu thon gọn lại được hay không ạ? Và nó có tác dụng trong bao nhiêu lâu ạ? Xin mời Vâng. bác sĩ Hoàng Tiến Hải ạ. Cái vấn đề của bạn ấy thì để cho cái mặt nó thon gọn lại thì ngoài phẫu thuật cắt bỏ một phần xương hàm dưới thì chúng ta có thể sử dụng botox để tiêm vào cơ cắn để cho mặt nó thon gọn lại. Và ngoài ra thì tùy theo khuôn mặt chúng ta có thể dùng mỡ hoặc là chất làm đầy, chúng ta có thể đồn thêm cái cam dài xuống một chút thì khuôn mặt của bạn cũng sẽ thon gọn hơn. Còn cái vấn đề mà bạn đắp cái mặt nạ collagen để cho mặt nó thon gọn thì nó chắc chắn là nó không có tác dụng. Bởi vì chúng ta biết collagen nó chỉ có tác dụng giữ ẩm và nó ngấm qua da rất chi là ít. Và một cái vấn đề nữa là cái collagen nó không có tác dụng làm thon gọn khuôn mặt. Nào, xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với anh Huy liên lạc về từ Can Lộc của Hà Tĩnh ạ. Xin chào anh Huy ạ. Thưa bác sĩ là tôi có một vết sẹo ở chân muốn tẩy đi có hết không ạ? Vết sẹo của bạn là nó thế nào bạn? Lồi lên hay lõm hay là màu sắc của nó thế nào bạn? Dạ bị lồi lên ạ.
Vâng, cái sẹo của bạn thì nó lồi lên, nếu mà cái sẹo của bạn nó lồi lên mà không đỏ, không ngứa thì bạn có thể đến bệnh viện, chúng tôi sẽ có phương pháp. Nếu mà nhỏ thì chúng ta chỉ cần là sẹo bằng laser thì nó sẽ băng đi. Còn nếu mà nó lớn mà nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp phẫu thuật. Còn nếu mà sẹo của bạn nó lồi lên mà nó đỏ, nó ngứa và nó có xương, nó sẽ phát triển thêm, thì khi đấy là đó là cái vấn đề, đó là sẹo lồi. Thì sẹo lồi chúng ta như ở bệnh viện chúng tôi đang áp dụng phương pháp là chúng tôi sẽ tiêm chống lồi cho nó sẹp đi bằng cái mặt da đấy. Thì khi nào mời bạn đến bệnh viện chúng tôi sẽ khám và tư vấn cụ thể. Vâng ạ. À, xin cảm ơn anh Huy đã liên lạc với chương trình. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Hoài An ở Nghệ An ạ. À, trên mặt em thì có rất là nhiều nốt ruồi và có những nốt đen và cũng hơi to. À, em rất muốn tẩy những cái nốt ruồi này và cũng đồng thời là muốn làm căng cái da mặt cho đẹp. Nhưng mà không biết là nên chọn cái phương pháp nào cho phù hợp. Vì em thấy một số người đi tẩy nốt ruồi về thì nhìn da mặt lụm đụm ạ. À, xin bác sĩ cho em hỏi là hiện nay thì có cái căng da mặt nồi sói, vì vậy thì cái kỹ thuật này nó như thế nào? Vì thấy nhiều trung tâm cũng quảng cáo rất là tốt ạ. À, xin bác sĩ tư vấn và cho em cái lời khuyên ạ. Xin bác sĩ Tiến Hải. Cái vấn đề tẩy nốt ruồi thì ở bệnh viện chúng tôi cũng xử lý rất chi nhiều vấn đề này, bởi vì một số cơ sở thẩm mỹ, đặc biệt các cơ sở theo spa, họ dùng các cái axit để tẩy nốt ruồi, để lại các di chứng, đó là các cái vết lõm rất sâu, các cái sẹo lõm sâu trên mặt đấy, là chúng tôi phải xử lý lại. Còn cái vấn đề tẩy nốt ruồi ở bệnh viện thì chúng tôi áp dụng công nghệ laser. Nếu những cái nốt ruồi nó nông và nó nhỏ thì chúng tôi sẽ làm một lần thì nó sẽ mất đi. Còn nếu những nốt ruồi nó to thì và có chân nó rộng thì chúng tôi phải phẫu thuật cắt đi để tạo hình lại thì nó mới đẹp được. Còn vấn đề thứ hai của bạn là cái vấn đề hỏi về vấn đề căng da mặt bằng nội soi. Thực sự cái vấn đề căng da mặt là cái phẫu thuật nó nằm nông, cho nên cái nội soi nó không phải là quyết định cái vấn đề căng da mặt. Nội soi nó chỉ là hỗ trợ trong phẫu thuật căng da mặt thôi. Đấy. Còn căng da mặt thì bây giờ nó có nhiều phương pháp, có thể căng da mặt bằng phẫu thuật, căng da mặt bằng trĩ. Đấy, rất nhiều phương pháp tùy vào cái lượng da thừa của bạn, và chúng ta sẽ có cái phương pháp sao cho nó hợp lý nhất. À, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. À, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với chị Hoa liên lạc về từ huyện Nghệ An ạ. Xin chào chị Hoa. Vâng ạ. Vâng, xin mời Chào chị hãy chị. nếu câu hỏi đi được bác sĩ Hải tư vấn cho ạ. Vâng ạ. Chào, vâng, xin chào bác sĩ và xin chào chương trình ạ. Vâng, chào chị. Vâng, em có một câu hỏi là em có một nốt ruồi ở mặt bên trái á, nó to và nó có cái lông và nó hơi xệ mí mắt trái xuống á. Như em muốn phẫu thuật có được không ạ? Vâng, cái đấy, cái nốt ruồi của bạn to mà nó đặc biệt là mí mắt thì tôi khuyên bạn nên đến phẫu thuật, và phẫu thuật sớm. Cái này thì bạn đến bệnh viện chúng tôi sẽ phẫu thuật cho bạn, và bạn có thể về ngay sau đó, không cần phải nằm lại viện gì cả. Cái này, phương pháp này là an toàn và đảm bảo Vâng thẩm mỹ ạ. cho bạn. Vâng ạ, em nghe nói là nếu mà phẫu thuật nốt ruồi là có thể gây ung thư, có phải không ạ? Những cái vấn đề nốt ruồi nó thoái triển thành ung thư thì cái đấy thì bạn phải đến khám thì chúng tôi sẽ biết được cái nốt ruồi nào nó là lành tính và nốt ruồi nào nó có xuống ác tính thì chúng tôi sẽ loại bỏ. Dạ. Vì nó to và nó hơi tỉ xuống mắt mí mắt ạ. Vâng, đúng rồi, cho nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ và mí mắt thì nó không tốt về mặt phong thủy. Mời bạn Dạ. đến viện chúng tôi sẽ khám và xử lý cho bạn. Dạ. Dạ. À, xin vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với chị Hiền liên lạc về từ thành phố Vinh ạ. Xin chào chị ạ. Dạ, chào chị ạ. Vâng, xin mời chị hãy nếu có hỏi được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn nhé. Dạ, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào chị. À, em xin hỏi bác sĩ này là em gái của em đi nâng mũi ở cơ sở spa mà 10 ngày rồi mà nó vẫn sưng và có ra một ít dịch màu vàng. Thì qua cái chương trình đấy thì em thấy em muốn bác sĩ tư vấn cho em nè. Cái vấn đề nâng mũi thì nó sau 7 ngày cắt trị thì vết thương nó lành và cái mũi của mình nó đã có cái vào form, tức là nó đã có sóng, nó có dáng mũi rồi. Nếu mà cái mũi của em gái của bạn mà nâng mà sau 10 ngày nó vẫn chảy dịch vàng thì bạn nên đến khám và chúng tôi sẽ có hướng xử lý. Nó có thể xảy ra cái vấn đề, một là nó có dễ nhiễm trùng, bởi vì trong những tuần đầu mà nó dịch vàng, tức là vết thương nó không liền, thì nó có thể là bị nhiễm trùng, và chúng tôi nếu nhẹ nhàng thì chúng tôi có thể điều trị kháng sinh. Còn nếu mà nó mà nặng thêm thì có thể phải bỏ cái vật liệu đổ đấy ra và phải chờ một thời gian sau thì chúng ta mới làm lại cái mũi mới được.
Dạ, cái này cho em hỏi là nguyên nhân là do cái trừ vô khuẩn của cái chỗ mình làm đó hay là nó không hợp với cái mũi đó ạ? Cái vấn đề sau khi nâng mũi mà nó bị chảy dịch vào, nó không liền được vết thương thì thường là do vấn đề vô khuẩn là chính. Còn vấn đề dị ứng silicone thì nó bao giờ nó cũng liền vết thương, và sau khoảng một vài tháng sau thì nó mới có biểu hiện nó đau tức mũi này, đấy, mũi nó sưng lên, sưng nhẹ và gây ra hiện tượng khó chịu, thì cái đấy mới gọi là hiện tượng dị ứng silicone. Còn bản mới nâng xong trong vòng 10 ngày nó chưa liền vết thương, bởi vì nó còn dịch chảy dịch vàng rộn thì chắc chắn là nó bị nhiễm khuẩn. Dạ, rồi theo bác sĩ thì bây giờ em gái của em nên đến những cơ sở nào để điều trị lại ạ? Cái vấn đề này thì bạn nên đến đến bệnh viện. Tôi khuyên bạn nên đến bệnh viện thì người ta sẽ có hướng giải quyết cho bạn nó chu toàn hơn, bởi vì các cơ sở thẩm mỹ spa thì người ta chỉ là đảm bảo được cái vấn đề gọi là mời bác sĩ này bác sĩ nọ về làm thôi, nhưng cái vấn đề vô khuẩn từ dụng cụ đến vật liệu đồn đến các cái sáng gạc chắc chắn là phòng ốc không thể đảm bảo được đấy. Mà chúng ta đã biết rồi, những cái vật liệu nhân tạo đặt vào trong cơ thể, đặt mũi, đặt ngực đấy, thì nếu mà nó đã nhiễm khuẩn thì chắc chắn là phải tháo bỏ, rất khó điều trị. Vâng, xin được cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với chị Vân liên lạc về tư huyện Quy Hợp. Xin chào chị Vân ạ. Dạ, xin mời chị hãy nếu có hỏi được bác sĩ Hoàng Tiến Hải tư vấn. Chào bác sĩ, chào chị ạ. Em trước đấy bị lúc đứng nhỏ á, thì bỏng trên đầu á, là giờ nó kiểu bị trước đấy là bị nhiễm trùng ấy chứ, cả mất giờ đầu tóc lên được á, giờ làm có được không ạ? Nhờ cái này thì chào chị, tức là cái vấn đề của chị là cái sẹo này là sẹo bỏng, thì chắc chắn là nó sẽ tóc nó sẽ không lên được, bởi vì nó mất các cái nang tóc bên dưới rồi. Đấy, thì chị phải cho biết là tức là cái diện tích mất nhiều hay là ít đó, và chúng tôi sẽ có phương án xử lý. Nếu mà nó mà vừa phải thì chúng ta có thể cắt bỏ cái sẹo ấy đi, thì khâu hai mép da đầu lại với nhau thì nó vẫn đảm bảo thẩm mỹ cho chị. Đây bị nổi chúng khoảng cỡ 1/5 đâu ạ. Nếu mà nhiều quá thì chúng tôi có thể sử dụng các cái dịch vụ laser để cho nó mềm cái nền sẹo ra, và sau đó chúng ta sẽ cấy tóc. Dạ, bị từ lúc 6 tháng tuổi, giờ 39 tuổi rồi ạ. Dạ vâng, cái vấn đề đấy thì không vấn đề gì cả, đó là những cái vấn đề sẹo sơ, thì chúng ta phải xử lý cho da đầu nó mềm mại ra, sau đó nó tạo thành một mảnh đất nó tốt, thì sau đó chúng ta có thể cấy tóc hoặc là làm cái gì đến đó thì nó cũng dễ. Dạ, là có nhiều tiền không bạn ạ? Dạ, cái này thì chỉ phải đến bệnh viện để chúng tôi khám tư vấn cụ thể để xem thế nào mới biết được giá cả chị ạ. Xin cảm ơn chị đã đến với chương trình. Trong những cái thời gian cuối của chương trình thì chúng ta sẽ tư vấn thêm một câu hỏi nữa của bạn Mai liên lạc về từ số điện thoại 0122638. Cháu thấy con gái của má lúm đồng tiền thì rất là duyên và cũng muốn đi làm để có một cái lúm đồng tiền. Xin hỏi bác sĩ là không biết tao mà lúm đồng tiền thì có đau hay không ạ? À? Bác sĩ tư vấn giúp cho cháu thì ạ. Cái lúm đồng tiền là chị em phụ nữ là nó mang lại tài lộc, theo quan điểm của người phương Đông của chúng ta là như vậy. Tạo lúm đồng tiền thì nó là cái thủ thuật rất chọn. Chúng tôi tạo ra một cái điểm dính giữa cái cơ cười và cái da má để tạo thành lúm đồng tiền. Cái thủ thuật này thì thực hiện dưới gây tê tại chỗ một chút thôi, nó đau thì đau tí cái gây tê thôi, làm xong thì chúng ta đã có cái lúm đồng tiền rồi. Nói chung nó nhẹ nhàng và không nguy hiểm gì cả. Cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hoàng Tiến Hải ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Tiến Hải đã dành thời gian tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn hoặc nghe lại chương trình này trên trang web radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bản tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề phòng và điều trị bệnh viêm mũi dị ứng. Quý vị có thể gửi câu hỏi qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị cũng có thể nhắn tin hoặc gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0969002255 trong giờ làm việc các ngày trong tuần. Cảm ơn Bệnh viện Chuyên khoa Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng đã tài trợ chương trình này. Xin kính chào tạm biệt.